đâu đâu em cái kia kia nó mổ này đây đâu em đâu rồi đâu à đây đi cục kia kia cẩn thận đâu rồi con kia đâu đây nhảy ui đây nó chạy này dòng giáo chạy này ui giời ui trâu mày chạy đâu khiếp luôn trâu này đây nha mọi người ui bóng loáng luôn này nhìn cái phản nó ui con này phải 4-5 cân đúng không ạ con này to lắm ok 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 nó cắn à con này con thôi giáo bỏ thế à ừ nó. đây là con giáo vàng nha mọi người cũng biết là nhắm mổ đâu không ạ vô đấy à ôi giời ui con giáo vàng to thế à có đây ui người nó vàng thế quay đây à ui đây nha mọi người đây này rắn giáo vàng này cầm đây em vừa thấy ba con rồi nó chết cái gì này nó bỏ à đây nha mọi người thì ở những cái rìa cây này nó xuống này mất một con rồi anh ơi quay cái bụng của con rắn ra đây cho em cái này ui cái kéo ui ở chân mắt à không phải không chết rồi việt à không ăn sống sống không ăn đây mọi người không em lúc đấy là em để ý rồi là bác đá lên phát là nắm nhìn nó ngay thí dám bảo bác đi phát thí dám bảo xem nào ui con hổ mang to ơi kìa thật nhá đây nha mọi người mày chạy đâu hổ mang nhá ơi ơi kinh thế nhỉ yêu ơi thế cái con này nó phải ở đây nâu lắm hay sao nhỉ này người nó sắp sẹo rồi kìa kinh không con này nó cắn nhau nâu rồi đấy phun dọc luôn đấy mổ ui giời đây mọi người nhìn này gớm chưa dã man luôn xem nào con trâu to thật ngay lúc đầu ui, con giáo này giáo nhìn nó thích này hai con này chạy mất con này mất một con vàng không đuổi được ngay lắm mất con vàng nhanh quá đây nha mọi người thì là hiện tại là anh em mình bắt được 3 con có 4 con thì mất một con đây bác Phú thả xem con này bành à ai ôi né cái mắt ra nha. không là nó anh nó, em không được làm theo đâu nhá đấy con trâu nó siết nó ui rồi này kinh tẩm luôn đâu ạ ôi sao có 3 con sủi kìa đâu à, không phải đâu không dòng đỏ tưởng bao con su anh Hưng cho 2 con trâu vào túi đi đây từ từ để em xem thử đây con này nó quấn thẳng vào tay luôn rồi đây nha con giáo vàng phê không kia con giáo vàng con này nó mới to này trâu không nói trâu thì to là con này to giáo vàng thì là đầu tiên gặp con to đây này giáo vàng thiết nó chặt đây to nhất dòng này nó thiết thì mọi người biết đấy kinh si khủng luôn ê giời đây nha mọi người nhìn có con rắn giáo đen thì cái bụng của nó trắng tinh nhá cái vằn này nó như hổ băng chúa mà vằn nó như hổ băng chúa cái dòng hổ trâu thì vằn nó sẽ này nhưng đây mọi người nhìn cái con rắn giáo hai cái màu da của nó khác nhau hoàn toàn nhá mà cái bụng này giáo vàng đây mà đây nó đều là hai con rắn giáo nhưng con rắn giáo này nó là con rắn giáo vàng con này là con rắn hổ trâu còn con này là con hổ mang ba loài rắn khác nhau nhá kinh dị luôn có vằn ở đây hắn con hổ mang này ui yêu cái loại này nó ghê luôn ấy nhỉ. Nhỏ rồi. Thấy chưa? Đây nha mọi người. Nhìn này. Đây vào tay luôn rồi này. Khiếp quá. Cắn nhau. Nó cắn con đấy mà phát chết. Cái loại này mọi người nếu tay không sất thì không việc gì nha mọi người. Còn nếu tay mọi người sất thì nguy hiểm phải đi ra chữa trị rửa ngay. Đưa nó vào. Anh em kiếm cái túi mà cho đi. Đi cho ra kia cho đi. Đây anh em. Đây bạn đi. Để cái được con giáo vàng nữa thì trưa hôm nay anh em lại chưa thì hôm nay đầy một nàn cái đôi các ông hắn còn tham đây nha mọi người thì bây giờ em Hiên sẽ quay ra đây quay cho mọi người xem thì cái thành quả từ sáng đến chiều của anh em mình hiện tại bây giờ nó là chiều sắp tối đây mọi người nhìn, đây mọi người nhìn trời này đây nha đây rất là nhiều luôn mấy túi liền này rồi thôi đấy thấy chưa nhìn chưa đây là thành quả từ sáng giờ của mấy anh em nha mọi người hôm nay là về nghỉ nữa tầm này là anh em mình về nghỉ thôi anh ơi, cho vào đây anh ơi. Okay. Con hổ mang là bé hơn con cân sáng bắt. Không, con cân sáng to. Ok.
Ok. Con dao vàng to nhất ấy. Sáng bắt khoảng có mấy tí. Sáng bắt ở trên khoảng có mấy tí. Mà nó nhanh nhỉ, giống cái quá nhanh rồi, nó chạy khiếp rồi. Tại nào mình đuổi kịp nó. Đây mọi người, đây là thành quả của mấy anh em mình nhá. Đây là từ sáng giờ là bác Phú bắt con hổ trâu nhá. kinh đấy cơ à? Ừ. Cá kiếp. Đấy từ sáng giờ được mỗi con to thế anh nhỉ, nó chạy mất thì. Hứa không nhỉ? Vòng cỏ nha anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu cần vòng cỏ nấu gà cứ alo nhá. Ở đây mọi người thì bây giờ là mấy anh em sẽ kết thúc cái video ở đây. Mọi người xem video thấy hay nhớ like chia sẻ ủng hộ cho anh Phú nhá. Phú Slit à quên. Phú Lexu. Phú Lexu. Chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người.